Xin mến chào quý vị và các bạn. Hôm nay mình đi đến điểm bán cây kiển Lợi Nguyên ở quận Ô Môn, thành phố Cần Thơ, ngày 13 tháng 4 năm 2020. Hôm nay ông trời bắt đầu ổng mưa rồi quý vị. Đó, trời bắt đầu mưa lâm râm rồi nha. Rồi giới thiệu về những cây bông trang và những cây linh sam Đài Loan. Rồi, chào chú Tấn, chào bà con đang xem kênh. Em hôm nay mới về một số cây trang và phôi mà sâm hương khủng vành lớn và phôi mà sâm siêu bông để giao lưu với bà con, và cũng cảm ơn cho bà con những thời gian qua đã ủng hộ kênh LTTK và clip cây kiển Lợi Nguyên. Rồi, cây đầu này tiên là cây số 1. Cây số 1 là cây trang cam nha bà con, cam lá nhỏ, cây này tàn nó dày đặc rồi, cây này là chơi thành phẩm nha bà con, bông và nụ rất là nhiều luôn, thần chậu ha. Rồi cây là thần chậu, cây này em mới vừa thay chậu nha bà con. Rồi nụ rất nhiều, con này mở gỗ rất đẹp, cao đây, chiều cao là 70, cao 70, tán ngang là 67. Rồi chuyện lớn lớn chứ nghe, tại trời mưa bà con. Đây hoành vị trí này là 13 nha bà con, ngồi bên kia là... rồi 13. 13 cái này tàn dày đặc nha bà con, cái này thành phẩm nha bà con. Rồi, bông rất nhiều luôn. Rồi cái này có giá 1 triệu bao ship toàn quốc, nhưng mà cái này cũng chậu nha bà con, trang cam ha, trang cam, cam nó nhỏ. Đây, đây là cây số 2, cây số 2 cũng là cam luôn nha bà con, cam nó nhỏ luôn. Rồi, rồi cao, rồi chiều cao là 95, cao 95, tán ngang là 77. Đây em đo hoành, hoành tại vị trí này là 11 nha bà con. 11. Đây 11. Cây này em bao sống cho bà con luôn nha. Rồi, cây số 2 có giá là 700k, bao ship toàn quốc nha bà con. Rồi, xuống cây. Cây số 3. Đây là cây số 3 cũng là trên cam luôn nha. Nó bông và nụ rất là nhiều luôn. Đây. Rồi. Chiều cao là 115. Cao 115. Tán ngang là 75. Đây. Bình thân là 10. 10 đi. 10, 10 luôn rồi. Cái này cũng có giá 700k luôn nha bà con. Đây nó còn mấy cái gầu thôi. Gầu kia. Rồi 10, 700. Cây số. Đây là cây số 4. Cũng là trang cam luôn. Cây số 4. Đây. Chiều cao 115. Cao 115. Tán ngang là 69. Rồi, đây, chậm thôi. Có đế đẹp nha, con về bà con trồng mới đế lên giùm em nha. Đây, hoành 11. 11. Rồi, cái này cũng có giá 700k luôn, bao ship toàn quốc. Rồi. Đây là cây số 5. Em có 5 cây trên cam nha bà con. Cái này tàn dày đặc rồi, rất đẹp luôn, mới gỗ rất đẹp nha. Cây số 5. Rồi, chiều cao 115. Cao 115. Tán ngang là 60. Rồi hoành thân. Cái em cái bầu bứng hơi nghiêng nha bà con. Đây hoành thân vị trí này là 11 luôn. 11. Rồi cái này cũng có giá 700k luôn, bao ship toàn quốc rồi luôn. Đây là cây tiếp xe nha bà con, cái này em mới vừa lắp chậu nha bà con, chứ không phải lắp chậu. Rồi, để cho đứng cái chậu tiếp xe. Để đứng cái chậu lại. Đây. Chiều cao là 145. Rồi, cao 145. Tán ngang là 80. Đây, cái này có một bộ đế rất đẹp nha bà con, cây một cốt gió lọt luôn. Đây, hoành vị trí này là 12. Rồi, 12 nha bà con. Cái này có giá là 1 triệu mốt, bao ship toàn quốc, cái này cũng chậu nha bà con. 1 triệu mốt. Đây là cây tím sen. Cây này tím sen số 7. Rồi cao khoảng nhiêu mét rưỡi đi. Rồi mét rưỡi. Mét rưỡi. Rồi tán ngang là 60. Tán ngang 60. Cái này cũng có đế cộng cộng lên nha bà con. Vành vị trí này là 11 béo tính 10 thôi. Rồi cái này có giá là 1 triệu bao ship toàn quốc nha bà con. Cái này cũng bao ship toàn quốc. Để nó không bị xuống cây nhiều con. Đây,
là cây số 8, cũng là tím sen, bàn dày đặc luôn. Cây tím sen số 8. Đây 120, 130. Rồi. Cán ngang là 69. Đây thân một cốt là dốc đọt luôn nha con, yên tâm. Đây. Tổng hoành vị trí này là 13. Rồi cây số 8 có giá là 1.1 triệu. Bao ship toàn quốc nha con. Rồi 1.1 triệu. Đây là cây số 9, cũng là tím sen luôn. Có thằng thịt siêu thôi. Mình chơi bonsai cũng đẹp mà để tặng chơi cũng đẹp nha con. Chiều cao 110, cánh ngang 60. Đây bồ đế nơm lên rất đẹp nha. Đây còn đúng vị trí này. Rồi 12 nha bà con. Cây số 9 a có giá là 1.1 triệu. Cái này có đế rất đẹp nha bà con. Rồi cây số 9. Đây là cây số 10, cũng là cây tím sen luôn. Bọng hơi bị nghiêng. Rồi cây số 10. Cây số 10 cùng lực nha bà con. Rồi chiều cao 130, cái ngang là 73. Đây thằng lùng lực. Rồi 12 nha bà con. Rồi cây này cũng có giá là 1.1 triệu, bao ship toàn quốc cho bà con luôn nha. 1.1 triệu. Đây là cây số 11. Đây là phôi linh, đây là sâm hương nha bà con. Sâm hương em mới vừa bứng lên dâm thôi. Rồi. Số 11 này em bao sống bao ship cho bà con luôn nha, cứ yên tâm. Rồi sam hương Đài Loan chiều cao là 45. Đây cái lá này đây ha. Đây cái lá nhỏ này càng ngày trồng lên chậu càng ngày lá càng nhỏ nha bà con. Đây tổng cái hoành vị trí này là 24 nha bà con. Rồi cái này có giá là 800k, bao ship toàn quốc cho bà con. Sam hương Đài Loan 800k nha bà con. Đây là cây số 12, cũng là cây sam hương Đài Loan luôn, nó có dáng thế là siêu nhắn rất đẹp nha bà con. Rồi chiều cao là 45. Đây tổng hoành là 21. Rồi, cây đây. Số 12 cái này em không biết chậu bà con. Rồi cái này có giá là 900k, là bao ship toàn quốc luôn. Này em cắt chiều thao cho bà con, cắt lại nha, nha để cho dễ bà con tự cắt. Cứ này em cũng dầm cho đắt hết xíu là bưng cái nhẹ nha bà con. Đây là cây số 13. Rồi chiều cao tới đế là 50. Đây tổng hoành vị trí này là 26 nha bà con. Rồi cái này môi đế là cũng đế đều 24 giờ nha bà con, đế rất đẹp. Cái này có giá là 1.1 triệu, bao ship toàn quốc cho bà con luôn, nhưng mà không biết chậu nha bà con. Đảm bảo cho bà con luôn. Đây là cây số 14, cũng là coi sâm hương nha bà con. Sâm hương này rất là già cây, rất lâu năm mới được có lớn nha bà con. Đây rất là khủng. Đây chiều cao xuống tới đế là 59. Đây hoành rất là bự nha bà con. Đây rồi đế là rễ là thành bành không nha bà con. Đây tổng hoành là 39 nha bà con. Sâm hương mà kiếm gốc lớn là rất là hiếm nha. Rồi cái này có giá là 2.7 triệu, bao ship toàn quốc luôn. Rồi này về bà con cứ cắt mà cửa bonsai theo ý của mình nha. Đây là phôi linh sam sông hinh siêu bông. Sam sông hinh siêu bông nha bà con. Đây cây số 15. Chiều cao là 45. Rồi tổng cái hoành vị trí này là 19 yếu mến 18 đây. Rồi ở đó thân chủ. Rồi thân chủ nó là 13 nha bà con. Rồi cái này có giá là 250k, bao ship toàn quốc luôn. Tao sống với bà con luôn nha. Cái này em chỉ bứng mới bứng là dâm lên dâm thôi. Đây là cây số 16, linh sam sông hinh siêu bông. Rồi chiều cao 35, tổng hoành của nó là 26. Đây có chi tay có chi sẵn nha bà con. Rồi cái này có giá 400k, bao ship toàn quốc. Cây số 16. Đây là cây số 17. Đây càng đa nha bà con. Giờ bà con cắt chỉnh lại. Chiều cao là 49. Rồi tổng hoành vị trí này là 27. Rồi cái này cũng có giá là 450k,
bao ship toàn quốc luôn. Cây số 17, đây là cây số 18, cũng là Linh Sam Song Vinh siêu bông. Đây, chiều cao là 48, tổng vành vị trí này là 28 nha bà con. Đây, còn vành thân đại diện của nó là khoảng mười mấy. Rồi 17. Rồi cây số 18 có giá 400k, bao ship toàn quốc, vành rất là lo to nha bà con. Đây, cái này có dáng là lùng lực. Cây số 19, đây, chiều cao là 48, tổng vành vị trí này là 23. Rồi cái này cũng có giá là 400k luôn, bao ship toàn quốc cho bà con luôn. Cây số 19, đây là cây số 20, cũng là Linh Sam Song Vinh siêu bông luôn. Đây, đế nổi lên cục cục nha bà con. Rồi cao là 57, tổng hoành là 24, yếu hành 23. Rồi cái này cũng giá 400k luôn, bao ship toàn quốc cho bà con luôn. Còn rất là to. Đây là cây số 21, có dáng là bay nha bà con. Giờ bà con cứ cắt lại nha. Rồi chiều bay là 56, tổng hoành vị trí này là 28. Rồi cái này có giá là 500k, bao ship toàn quốc. Về bà con trồng cái tôm nếu mà nó bị si hay là nó chết thì bà con cứ điện thoại cho em sẽ bồi thường lên cho bà con nha. Rồi số điện thoại nãy giờ quên. Số điện thoại của em là 0772877278, đó là số Zalo và Facebook luôn nha bà con. Rồi. Đây. Chiều cao là 56. Tổng vành 23. Rồi cái này có giá là 350k thôi, bao ship toàn quốc. Đây là cây số 23, chiều cao 49. Rồi vành vị trí này là 18 nha bà con. Rồi cái này có giá là 250k thôi, bao ship toàn quốc luôn. Cây số 23. Đây là cây số 24, cô đế nở để đặt nha bà con. Chiều cao là 46. Đây, tổng cái vành cũ của nó là 26 nha bà con. Rồi cái này có giá là 400k, bao ship toàn quốc cho bà con luôn nha. Cây số 24. Đây là cây số 25, có tặng đa chi cắt chi tay ra nha bà con. Về bà con đọt sữa thôi. Rồi chiều cao là 42, tổng cái vành thân vị trí này là 23 đi. Rồi cái này có giá là 300k, bao ship toàn quốc luôn. Đây cây số 26, chiều cao là 42, tổng cái hoành của nó là 23. Rồi cái này cũng có giá 300k luôn, bao ship toàn quốc cho bà con luôn. Đây là cây số 27, này hoành cũng lớn, cao 60. Đây cái này cũng có chắn chực, thân rất đẹp, hoành 22. Rồi cái này có giá là 400k, bao ship toàn quốc. Đây là cây số 28, cây này có thân giống như bay bay nha bà con. Đây, bay này của nó là 69, tổng hoành của nó là 19. Cây số 28. Rồi cái này có giá là 350k luôn, đó chứ còn quá. Cái này về bà con trồng chú nhánh đổ cũng được. Đây, số 29 nha bà con, chiều cao là 60. Đó, 60, tổng hoành vị trí này là 23. Rồi cái này có giá 400k, bao ship toàn quốc cho bà con luôn nha. Rồi đây là cây số 30, cũng là cây cối lít nha bà con. Cái này có một thân dán chực, chi tay đều rất đẹp luôn. Rồi cao 45, tổng hoành vị trí này là 22. Rồi cái này có giá 250k thôi, cây cối lít. Cũng là cây cuối cùng rồi. Em xin cảm ơn bà con trong thời gian qua đã ủng hộ em, chờ đợi đón những clip sau. Cảm ơn rất nhiều. Rồi chào tạm biệt quý vị, hẹn gặp lại vào những clip sau. Đây hôm nay là cơn mưa đầu mùa. Rồi xin mến chào.